Hai cách sau đây sẽ giúp việc lướt TikTok của bạn trở nên hay ho hơn. Hãy làm theo mình ha. Lướt xem một điều gì muốn nhìn kỹ thì phải lưu về rồi mới zoom được. Cái đó thì không cần ha. Chỉ dùng hai ngón tay zoom trên màn hình ngay trên TikTok mà không cần qua một bước nào khác. Nếu vô tình bạn lướt qua một cái video nào mà không biết nó ở đâu, thì vào hồ sơ chọn dấu ba gạch ở tay phải màn hình, tiếp tục chọn cài đặt cho quyền riêng tư, tiếp tục chọn trung tâm hoạt động. Ở đây sẽ giúp bạn ghi nhớ toàn bộ những video mà bạn đã lướt qua và toàn bộ những bình luận bạn để lại. Hãy làm ngay và luôn đi ha. Chúc tất cả các bạn thành công.